đang ngự trị trên chính phần ngôi cao. Và chỉ biết hôm nay chưa bàn canh hôn lễ thì đêm lửa hương nó vội vã đến canh tàn. Rượu dao bôi là lễ đồng mấy hàng. Quốc hương ơi nàng là ai đã hiện tên với ta giữa trời mây trong sáng như vị nữ thần tầm lắng quy nghi. Ta mở cửa tìm đón nàng bằng tất cả muôn tình si, dành lòng chiêm ngưỡng để rồi chưa thúc cản niềm vui thì lại đến hồi ly tan vĩnh biên. Quân dương